Đã 2 giờ rồi mà anh ấy vẫn chưa về. Ta đã thức hơn 1000 đêm như thế này để chờ, chờ chồng. Có ai chịu nổi như ta không? Sức người có hạn, ta sẽ chờ được bao lâu nữa? Một sợi dây đàn đã lìa con nhạn. Có lẽ nào ta đã lỗi nhịp say cung, bài giá cổ hoài lăng chứ phải đâu khúc hắn đi biệt chiêu quân. Lời thương chồng chứ phải đâu tiếc tung biết lầm lễ mờ ai nhan. Đêm sương lạnh ta nhớ một thời rực sáng, nhan sắc này đã từng làm say đắm kẻ đa tình. Ánh mắt này đã từng làm đổ nước nghiêng thành, nhưng cũng có lúc đôi tay này dùng kiếm trên mình giói chém tương giặc. Sông hạt cuồn cuộn sông xuôi dòng, thiệp thà chết chứ không để rơi vào tay quân cướp nước. Đừng uống nữa. Anh ngăn tôi hay là ngăn mấy cô gái nhảy ở trong vũ trường? Ở đây là nhà, cô không phải là gái nhảy. Còn anh? Anh là kỹ sư, là phó giám đốc công ty. Sao anh không tới lui những nơi đứng đắn có lợi cho việc kinh doanh mà lại chọn cuộc sống ở vũ trường? Cặp bồ với ca sĩ nhà hàng làm thú vui xác thịt. Đã bao nhiêu lần tôi van xin anh nên rời xa nơi ấy, anh vẫn làm ngơ. Anh hãy dừng lại đi. Cuộc sống và sự nghiệp của anh không phải là những nơi ấy, không phải là các cô gái ăn ngủ với anh. Giận hơn là sống với cô. Cô nên biết, đây là nhà tôi chứ không phải rạp hát, không phải là cái nơi để cho cô nhớ lại một thời vàng son trên sân khấu. Đã vậy, cô còn bỏ không ít thời gian để viết kịch bản. Cô muốn trở thành một tác giả, một việc làm chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển, một việc làm mà những nhà viết kịch chuyên nghiệp sắp bỏ nghề, vì họ không sống nổi với những đồng tiền bản quyền rẻ mạt. Những việc tôi đang làm dù chưa thành công, nhưng vẫn giúp tâm hồn tôi thanh thản hơn những đêm trắc táng của anh kìa. Cô đừng nóng kịch, đừng đem đạo đức giả đối với tôi. Cô thừa biết cô là tôi biết anh bỏ tôi để chạy theo mấy cô ca sĩ trẻ. Anh Thành, anh nhớ lại đi. Hồi anh mới gặp tôi anh bảo là tôi yêu cô, yêu một cô đào cải lương, yêu si mê mỗi khi cô sắp tuồng. Tôi vỗ tay mỗi lần cô vô giọng cổ, tôi đưa cô về không sót một đêm. Và có nhiều lần anh tỏ ý ghen nữa kìa, khi tôi gặp lại mấy người bạn thân. Vì tôi không muốn cô tiếp với thằng Nhật Tân. Tôi và anh ấy cùng học chung trường. Hắn có một thời yêu nhau,
Đó là chuyện ngày xưa, chuyện thời còn cấp sách. Còn bây giờ, vợ thằng Nhật Tân nó đã chết. Ai biết được trong đầu cô không có hình ảnh của thằng thầy giáo kim thầy đàn ấy. Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Anh đừng có đem chuyện ngày xưa đi làm cái cớ đi nhục mạ tôi nha. Anh cũng đừng gọi người ta là thằng này thằng nọ. Người ta làm thầy giáo hay là thầy dạy đàn đâu có đụng chạm gì đến anh. Sao anh lại thì cũng tại cô. Cô gọi bạn gái của tôi là con này con nọ, họ cũng như cô thì tại sao. Đừng đem những hạng ấy ra so sánh với tôi anh Thành. Tôi tuy là đào hát nhưng chưa có giật chồng người, chưa truyền trong vòng tay người đàn ông này đến người đàn ông khác như mấy cô gái nhảy bạn của anh. Một thứ bạn chỉ biết có tiền. Hết tiền anh sẽ không còn có giá bằng mảnh áo lót cũ của họ đâu. Tôi nghĩ thì số phận ấy dành cho cô mới đúng chứ. Dành cho tôi à? À. Vì nghĩ như vậy cho nên hơn 3 năm nay anh bỏ tôi ở nhà một mình suốt sáng. Tôi sống âm thầm nuốt lệ đắng cay. Còn anh hết vũ trường này thêm vũ trường khác, hết nhà hàng nọ đến khách sạn kia. Anh dung tiền vào túi các cô gái lẳng lơ để đón nhận những nụ hôn giả dối, những lúc má tựa vai kề tạm bỡ khi say. Mỗi người đều có cái thú tiêu khiển riêng. Tôi thà là được vuốt ve chiều chuộng trong chốc lát còn hơn. Còn hơn gần tôi một cô đào chỉ còn dáng bóng. Đối với anh không hơn một khối thịt vô tri. Chẳng có cảm xúc gì khi gần nhau. Ôi thật tế sao qua phố phàng đớn đau. Khi người ta tính chuyện đổi trao mà quên đi cái nghĩa tình chồng vợ. Hạnh phúc trong năm là ở tâm lòng chứ nào như nên biết. Đàn ông xưa nay dí tợ dòng sông dù cho nước đầy ắp mênh mông cũng không thỏa mãn trái tim người qua thân còn có muôn loài. Mà chỉ được sắc màu rực rỡ. Cũng có thứ hoa độc đầy gai từng làm tan vỡ trái tim người. Đó là hoa lá lơi trên làn môi khuya. Đắm say ông bướm chỉ làm nghiêng ngả xác thân của những kẻ phàm phu. Còn đối với mặt khách táo những quân tử hương vị ngọt ngào là phẩm chất của loài hoa. Cũng như nhung gấm có thể làm cho người ta lòng lấy kêu sa chứ không thể thay người mà làm. Còn triết lý như một nhà giảng đạo, lời bình phẩm chẳng khác những câu dành cho nhân vật trong tuồng xưa tích cổ trên sân khấu mà cô đã thuộc lào như loài vẹt. Nói nữa đi, tôi muốn nghe thứ hương đêm, thứ mà cô cho là giả hương, là tên của cô đó. Nói đi, nói đi cô giả hương. Tôi đâu dám gì mình có hương đêm như quỳnh hoa giả ly mà hoa sen. Sống trong
mồi trong đêm tối. Là con người tôi muốn anh đừng lặp lại những ngày. Tôi cũng muốn nói với cô điều ấy, nhưng tôi không thể nào sống nổi trong căn nhà này. À mà không, tôi không thể sống chung với cô mới đúng. Vì tôi không còn là Dạ Hương của mấy mươi năm trước. Cô khá thông minh. Không cần phải thông minh, tôi cũng biết anh muốn gì. Đã hơn 3 năm nay tôi chịu đựng quá rồi. Tôi là con người chứ đâu có phải là gỗ đá. Anh đừng có bắt tôi phải chứng kiến những cảnh trái tay gai mắt nữa. Ủa, tôi có làm gì xấu đâu mà cô cho là trái tay gai mắt hả? Anh hết chở con Mai, con Cúc đi Vũng Tàu, Đà Lạt. Tôi đưa con Lệ về nhà khi tôi đi vắng. Anh đừng tưởng những chuyện ấy tôi không biết. Chẳng qua là... Bây giờ cô muốn cái gì đây? Nói đi. Nói đi để rồi... Mày có biết bây giờ là 2 giờ sáng rồi không? Đêm nào vợ chồng mày cũng cãi vã như thế này thì làm sao tao sống nổi? Nếu ba muốn yên thì ba về Cao Lãnh ba sống chứ hôm qua ở Mỹ Sương á. Còn mấy miếng giường đang chờ ba đó. Chứ ba ở đây thì... Đồ mất dạy! Tao... Ba... Xin ba bớt giận. Anh Thành vì giận con mạnh to tiếng và có những lời không phải với ba. Ba nên đi nghỉ đi ba. Bệnh cao huyết áp của ba xúc động mạnh không có tốt đâu. Còn chuyện vợ chồng của con, xin ba để chúng con giải quyết. Còn giải quyết cái gì nữa? Đối với ba mà nó nói năng như vậy thì với con nó còn coi ra cái gì? Thật ba không ngờ nuôi con khôn lớn để giờ này. Tại ba nói ở đây ba sống nổi chứ. Tao nói không sống nổi ở đây là vì sự thay đổi của mày. Mấy năm nay mày liêu lỏng chơi bời, thật uổng công tao lo cho mày ăn học. Đến già rồi mà tính nết vẫn như xưa, sống như vậy sao mày không biết nhục? Tôi gần trọn một đời khổ cực để có sự nghiệp này giờ mới được thành thời. Còn vợ của mày góp công quá nhiều, sao mày lại đem lòng phủ bạc, không lo cửa nhà lại đi chơi bời cát tán. Vũ trường đến quán bia ồn, đó là để cho tôi quay qua tâm hồn. Chứ sống trong nhà này chẳng khác là nhà lao. Vẫn hơn những nơi đêm đêm anh bước chân vào, đó mới là ngục tù đang mở cửa đón chờ anh. Thành ơi, đường nhục dinh gần 60 năm dài, ba đã bao lần từng trải. Là con người phải khác hơn cái lau cái sậy. Đừng để đời ta xa ngã theo thế sự thăng trầm. Người ta trồng dâu là để nuôi tầm tầm nhã tơ cho đời màu lúa vàng ống ả. Khác hơn loài côn trùng giờ sống cảnh giàu sang sau không nghĩ lại một đời ba vất vả. Người ta vượt qua cuộc đời nghèo khổ đâu phải để sống xa qua rồi tự làm mà sụp đổ gia đình. Đối với ba thì ba sống thế nào cũng được hết á, chứ còn với con á thì có ngày mày sẽ ân hận. Còn về Cao Lãnh hả, mày khỏi nhắc tao cũng về. Vì nơi ấy còn mồ mả ông bà cha mẹ tao ở đó. Còn con Hoa, nó là con gái, tao ở với nó còn phải lệ thuộc vào chàng rể nữa. Tao sẽ về Mỹ Sương, nơi đã sinh ra mày. Ở đó tuy nghèo nhưng đã gắn liền cuộc đời tao với bà con chồm xóm, còn hơn là ở đây. Để con đưa ba lên lầu nghỉ. Cô ở lại đây, tôi muốn đêm nay mọi chuyện phải được dứt khoát. Dứt khoát à? Phải, đây là tờ đơn tôi viết sẵn, cô ký. Đơn gì?
Sao lại phải cần đến chữ ký của tôi? Để ly hôn. Ly hôn à? Để chúng ta được tự do theo sở thích. Thành, mày không được làm như vậy. Hương, con đừng nghe lời của nó. Cô suy nghĩ kỹ. Ký hay không là tùy cô quyết định. Đừng lệ thuộc vào người khác. Dạ Hương, đưa tay đây, cầu trơn lắm, coi chừng trợn đó. Anh Tân, sao anh? Tôi đi dạy về, gần tới bến đò thấy ai giống Dạ Hương qua đò như hồi còn đi học. Tôi lẹ chân đến đây đó, không ngờ là Dạ Hương thật. Anh còn nhớ cô học trò ngày cũ? Tôi làm sao quên được cô gái có ba chữ T. Trần Thị Tuyết. Phải, Trần Thị Tuyết, người đẹp mỹ xương. Còn bây giờ là nghệ sĩ Dạ Hương. Tên của loài hoa tỏa hương mỗi tối. Là Dạ Hương hay Trần Thị Tuyết cũng không có gì thay đổi. Có chứ. Trần Thị Tuyết ngày xưa tóc thề buông xõa, là cô học trò thích mặc áo dài trắng khi học ở Kiên Giang. Còn Trần Thị Tuyết bây giờ là Dạ Hương, là cô đào hát một thời nổi tiếng. Trần Thị Tuyết ngày xưa đã làm trái tim ai sao xuyến, còn Trần Thị Tuyết bây giờ là vợ của một kỹ sư sách. Anh nhớ những hình ảnh đi làm gì, hay là những lời quan trách? Vì ai đó nói chẳng đổi thay, sao thời gian dài xa cách, chớ nào ai dám trách ai đâu, vì lòng người hơn biển cả sông sâu. Sông biết bao giờ trở lại, để cây gia cũ bến đò xưa đã bao năm nay thay lá mà người đi chưa về. Con chim quất đêm hè
sao bằng ai. Những năm dài cay đắng sang nhớ chiều mong đêm, từng đêm thức trắng canh dài. Thôi đi anh Tân, đừng có nhắc chuyện cũ nữa, nghe buồn lắm. Tôi về lần này là để thăm Bắc Năm, rồi vài hôm dạ hương sẽ trở lại Sài Gòn. Ôi con đường cũ, đi bên người năm cũ, ai không bồi hồi nhớ kỷ niệm ngày xưa. Đi đi Hương, đi trước đi. Tôi muốn được đi sau để nhìn lại làng tóc ai bay bay như những chiều lộng gió năm nào. Mời Hương. Dạ Hương, diễn viên chánh của đoàn Dạ Lý ngày trước đó, giờ là vợ của kỹ sư Đỗ Thành. Còn đây là Tiến, con trai của tôi đó. Dạ, chào cô. Chào cháu. Cô với ba cháu với bác Thành trước kia là bạn học. Dạ. Cháu nó đang dạy học ở Sài Gòn á, nghỉ hè về chơi cả tuần nay. Chắc mai mốt á, nó trở lên trên ấy đó. Chắc là cháu đã lập gia đình hả? Dạ. Cháu nó mới có bạn gái à, đang tính đến hôn nhân, nhưng tôi chưa muốn. Cháu lớn rồi, phải nơi đúng chỗ thì cho nó tiến tới. Thưa cô, vì ba cháu không muốn cháu cưới vợ ở Sài Gòn, ba cháu sợ. Không phải sợ, mà vì ba muốn giữ chữ tín. Ba không muốn tía con Hà cho ba là người bội nghĩa. Ba, thì tại ba hứa với người ta, chứ con với cô Hà chỉ là bạn học thôi à. Thì từ bạn học tiến đến tình yêu không phải là con đường xa lắm không con? Con Hà là con nhà gia giáo, tía của nó đó có uy tín với cả vùng này. Bao nhiêu đám tới lui dạm hỏi nhưng mà nó vẫn từ chối. Nó quyết chờ con. Nhưng tình yêu anh đừng có ép cháu. Nó có vợ ở Sài Gòn, tôi sợ một ngày nào đó hả? Cháu sẽ quên xứ sở, quên ông bà cha mẹ như tôi á, phải không? Dạ, dạ không phải vậy. Mà bà cháu sợ là vì cô ấy đang làm ca sĩ cho một nhà hàng. Còn cháu chỉ là thầy giáo cấp ba, lại xa quê cũng chưa có cửa nhà. Sợ người ta tiếp xúc với những người sang trọng, sợ không quen sống với cảnh ruộng vườn. Thì hai cháu lập nghiệp luôn ở Sài Gòn, rước ba cháu về trên ấy sống chung. Thưa cô, nhưng Diễm Lệ lại không chịu vậy, vì cô ấy tự do đã quen rồi. Dù cháu có nói hết tiếng cạn lời, Diễm Lệ vẫn chối từ không chấp nhận làm dâu. Diễm Lệ? Dạ. Tại sao cũng là Diễm Lệ? Cô vừa nói Diễm Lệ nào? Có phải cô cũng quen với cô ấy? Không, cô không quen, không biết. Không quen? Nhưng sao cô xúc động khi nghe cháu nhắc đến cô ấy vậy? Vì bất ngờ nghe cháu nhắc tới cái tên Diễm Lệ khiến cô bàng hoàng nhớ đến người bạn thân đã mất. Còn Diễm Lệ là ca sĩ của nhà hàng thì cô không quen. Dạ xin lỗi cô, vì cháu vô tình chạm đến vết thương của cô. Tên trùng tên,
có gì mà dạ Hương phải xúc động như vậy? Chuyện của tôi, anh và cháu Tiến không cần phải bận tâm. Thôi, cháu hãy đi thăm các bạn đi. Lên trên ấy khi nào rảnh ghé thăm cô và bác Thành nha. Còn dưới này mai mốt ghé nhà cô cháu mình sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn nữa. Đây nè, địa chỉ và số điện thoại cô gửi cho cháu á. Cảm ơn cô, nhất định cháu sẽ đến. Thưa ba con đi, thưa cô con đi. Đi Hương, trời sắp mưa to rồi đó. Nếu như được đi trong cơn mưa, chắc là sẽ làm cho người ta vơi bớt cơn buồn. Và cũng để nhớ lại một thời đi học. Cái thời mà... ngày hai buổi chia nhau giấy mực, về chung đường dẫn dắt cầu tre. Mưa dầm tuôn che chung non cặp kè, em chợt té rồi anh cười và đỡ dậy. Thank you.
trước đèn xem chuyện Tây Minh, gắm cười hai chữ nhân tình eo le. Ai ai lặng lặng mà nghe, giữ răng việc trước lành dè thân sao. Trai thì ông hai ơi, mấy đoạn đó ông hai ngâm rồi, bây giờ tới đoạn ông quán gì đó ông hai quên rồi sao ông hai? Thì đoạn ông quán mà đứa nào đó sao lên nhà ngồi ngoài đường hoài vậy? Dạ ngồi ngoài này vừa ngắm trăng vừa nghe ông hai ngâm mới đã chứ. Ông hai ngâm đi ông hai. Được rồi được rồi. Quán rằng ghét chuyện tầm phào, ghét cay ghét đắng ghét vào tới tâm, ghét đời kiệt trụ đa dâm, để dần đến nỗi xa hầm xảy hang. Ghét đời u lệ đa đoan, khiến dần luôn chịu lầm than muôn phần. Ghét đời ngủ ba phân dân, chuộng bề vui trá làm dân nhọc nhằn. Ghét đời phu quý phân băng, sớm đầu tôi đánh lằng nhằng quấy dân. Ông hai ngâm hay quá, mà đàn cũng mùi quá mạng nè. Cháu khen vậy chứ, ông đàn sao mùi bằng ba cháu. Ngồi chơi đi cháu. Dạ cảm ơn ông hai. Thưa ông, ba cháu gửi gói chuối khô ngào với gừng để ông hai uống trà và ngâm thơ lục dân tiền với tiên đàn reo rắc. Từ ngày ông về đây ai cũng thích, nhất là những đêm vắng trăng thanh được nghe ông ngâm thơ với tiếng đàn độc quyền. Ngọt như đường cát, mát như đường phèn, vừa răng dài đời vừa dài quay. Nhưng cũng có người cho ông là cú lậu, nhất là tuổi trẻ bây giờ lại thích nhạc Tây. Cháu là thanh niên lại dạy học ở Sài Gòn, còn thích nhạc dân tộc mình là ông vui. Ông hai, nhạc Tây hay là nhạc dân tộc của mình, mỗi thứ đều có cái hay riêng. Cháu còn nghĩ được như vậy là ông mừng. Còn cái thằng hai, con của ông, bác ấy có vợ là đào hát, chẳng lẽ bác ấy không thích nhạc dân tộc sao ông hai? Hồi đó thì nó thích, nên nó mới cưới con Dạ Hương, bạn học của ba cháu. Còn bây giờ thì mà thôi, bỏ chuyện ấy đi, nhắc đến ông càng thêm buồn. Ông hai, tiếc là ngày mai cháu phải trở lên Sài Gòn, nếu không á, thỉnh thoảng cháu đến chơi để ông hai đỡ nhớ bác ấy ha. Cháu đi rồi thì ba cháu cũng như ông thôi, buồn buồn khải ít điệu đàn cho khuây khỏa. Vì vậy mà nhiều lần cháu khuyên ba cháu tìm một người nào đó rước về nhà cho có bạn, nhưng lần nào ba cháu cũng từ chối. Ông hai à, hình như ngoài má cháu, ba cháu còn thương một người nào khác nữa đó ông hai. Thì chắc người ấy cũng có chồng. Tình đầu thời trai trẻ mà cháu, coi vậy chứ khó quên lắm. Cháu cũng đoán như vậy đó ông hai. Còn cháu đã lớn rồi sao chưa tính chuyện lập gia đình? Ba cháu cũng cần có dâu để chăm sóc việc nhà việc cửa. Cháu cũng đang tính đó chứ, nhưng ba cháu không chịu. Sao lại không? Được rồi, để hôm nào rảnh ông sẽ sang bên ấy nói với ba cháu chuyện này. Nhưng người cháu đang để ý, con của ông bà nào ở xóm dưới hay xóm trên hay mấy xã kế bên mà ở đâu ông cũng quen. Dạ cô ấy tên là Lệ, ba con chưa biết mặt. Nhà ở quận Tư á, đẹp lắm ông hai ơi. Ở đâu không cần biết, miễn người ấy đàng hoàng. Nhưng ba cháu lại muốn phải cưới vợ ở xứ này, vừa biết gốc gác mẹ cha, vừa gần gũi xuôi gia để sớm hôm lại qua. Ở đâu thì cũng vậy, gần nhau thêm mỏi miệng, cái chính là thương nhau, xa mà tốt thì sao. Dạ cháu cũng nghĩ như ông hai vậy đó, nhưng ba cháu. Được rồi, chuyện ấy để ông thử một lần thuyết phục ba cháu. Ông hy vọng ba cháu sẽ suy nghĩ lại. Ông hai, cháu xin cảm ơn ông hai trước. Thưa ông hai, cháu về. Cháu đi mạnh giỏi nha. Dạ. Amane. Dạ. Lên trên này ráng chí thú làm ăn, để dành tiền cưới vợ, giúp ba cháu khi già yếu. Đừng có liêu lỏng đua đòi, dễ hư lắm nghe cháu. Dạ, con xin hứa với ông hai. Ờ.
Dạ thưa ba. Kìa Hương, con. Con mới về hồi chiều hôm qua. Mấy tháng nay ở dưới này chắc ba cũng khỏe ha ba? Khỏe. Má con sai con đem mấy tô cháo vịt xiêm á. Ba cảm ơn chị Xui. Dạ. Còn đây là thuốc cao huyết áp của con gửi cho ba. Cảm ơn con. Hương à, còn chuyện của con và thằng Thành đã thu xếp đến đâu rồi? Dạ xong rồi ba. Xong là xong làm sao? Dạ là con với anh ấy đã ra tòa đi nhận án ly hôn. Trời ơi, mỗi đứa lo cuộc sống của riêng mình, vì tình chồng vợ đã ra tay. Mỗi đứa đi một đàng để khỏi vương bận lòng nhau, hơn là chung cảnh khổ đau theo năm tháng lạnh. Mong ba hiểu giùm con. Hương ơi, thật ba không ngờ thằng Thành tắc tẻ như ngày nay. Ba tin rồi sẽ có một ngày nó sẽ quay về cầu khẩn với chân con. Còn con thì không mong có ngày sớm hôm khi cánh chim đã vượt gió tung trời, đã quên đi tổ ấm một đời, thì có bao giờ trở lại vương xưa. Hương ơi, nghe tiếng con than mà ba đứt từng đoạn ruột. Ba là cha mà ba không dạy được con mình. Con là dâu mà còn nghĩ đến nơi ân tình. Ba về đây không dám nhìn bà con chồng sớm, sợ chị Xui buồn. Ba cũng ít tới thăm. Chị Xui già còn có đứa con, ngày trăm tuổi chắc không có gì ân hận. Còn ba nghĩ đến ngày kết thúc lòng của ba sao ấy khỏi đau buốt cái tim vàng. Ba ơi, xin ba đừng nghĩ tới ngày đó. Dù không còn là vợ của anh Thành, nhưng con vẫn là dâu của ba suốt đời mà. Đứa con dâu mà ba đứng ra cưới hỏi. Ba, chính vì lẽ ấy càng làm cho ba xấu hổ. Ba, nếu mỗi đời người đều có số phận đắng cay gắn liền với cuộc sống, làm sao đắm khói vui buồn. Thời sống trẻ con là nữ hoàng danh đèn sân khấu, nay về chiều khác nào hoàng hậu chung lãnh cung. Người ta đâu sợ gió rét mùa đông, mà chỉ sợ cái lạnh giữa lòng người đối xử. Ba thương con đau làm người con con về. Khuya rồi, ba cần nghỉ sớm. Dạ, bao giờ nghỉ? Con dọn dẹp hết mấy thứ này rồi.
Kính thưa bà con, cô bác, chương trình biểu diễn gây quỹ cứu trợ đồng bào bị bão lụt tỉnh nhà tối nay là do nữ nghệ sĩ Dạ Hương đứng ra tổ chức. Nữ nghệ sĩ Dạ Hương là diễn viên chánh của đoàn Dạ Lý, một đoàn hát lớn và nổi tiếng ở Sài Gòn trước đây. Nhân dịp về quê thăm nhà, nữ nghệ sĩ cùng nhóm tài tử của ông Đinh Quang Hiếu phối hợp diễn vở cải lương Thoại Khanh Châu Tuấn do Dạ Hương sáng tác. Vai Thoại Khanh sẽ do chính tác giả đảm nhận, vai Lão Mẫu sẽ do Dạ Lan, thân mẫu của nghệ sĩ Dạ Hương. Bà từng là diễn viên chánh của đoàn Thanh Thinh cách đây 40 năm thủ diễn. Vai Châu Tuấn, vì không có ai đảm nhận nên Nhật Tân, tức là tôi, xin mạn phép được múa rìu qua mắt thở trong vai này. Phần đệm đàn gồm có các ông Chính Mậu đàn guitar, Tấm Bé đàn kìm, Sáu Im đàn tranh, Hai Phát đàn độc quyền và Ba Giác thổi sáo. Đêm biểu diễn gây quỹ cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt tỉnh nhà do nghệ sĩ Dạ Hương tổ chức xin được phép bắt đầu. Thân nam tử một lòng vì xã tắc, đấng trưởng phu ra sức giữ sang hà, tròn trung hiếu nghĩa tào kháng đạo trọng, nợ muôn dân và nợ cả mẹ già. Nợ đèn sách, nợ áo con chưa trả, tuổi phận nghèo theo ngày tháng xót xa. Ngày mai từ già quê nhà lại kinh ưng thi, mẹ già ai lo. Châu Tuấn, ngày mai con về Trường An ứng thí. Nhà mình nghèo, mẹ chỉ còn lại chiếc áo của cha con. Con hãy giữ để che thân, đường xa sương gió, con sẽ thấy tình cha con trong đó. Áo thay người sưởi ấm thuở hàng vi, áo sẽ cùng con vào tận trường thi, áo sẽ giúp con thêm phần tỉnh táo. Cha mất rồi, mẹ thương cha giữ áo. Giữ áo của cha như mẹ giữ cả tâm lòng. Mẹ ơi, mẹ cần có áo để đắp ấm những đêm đông. Hơi của cha trong áo sẽ làm mẹ bất lạnh những năm dài thương nhớ. Lần thi này con quyết đề bản hộ để trả công mẹ cực khổ mấy mươi năm. Nhưng đi rồi lấy ai sang viếng tôi thăm? Việc nặng nhọc ai đỡ đần, ai lo cơm chao? Lo cho mẹ đã có dâu hiền hiếu thảo, Thoại Khanh sẽ thay con gánh vác việc trong nhà. Mẹ chỉ khuyên con khi được giọng lọng găm qua, đừng tối mắt vì công hầu khanh tướng, mà hãy nhớ nơi quê nhà có mẹ già đang mong đợi, có người vợ nghèo chờ chồng suốt những năm. Bên ánh đèn đàn hát nhiều trước vô, lắng nghe từng bước chân ai qua ngõ, rồi
sẽ nhớ mãi lời dạy của mẹ hiền. Đối với con quý hơn vàng thôi bạc nén trước lúc lên đường. Thôi, con hãy vào nghỉ đi, mai còn đi sớm. Mẹ vào nghỉ trước đi, con muốn gặp Thoại Khanh mẹ. Nó đang sửa soạn hành trang cho con, để mẹ vào mẹ gọi nó. Châu Lan. Thoại Khanh, ngày mai ta lên Trường An ứng thí, nàng hãy thay ta chăm sóc mẹ già, ơn của nàng. Sao chàng nói với thiếp chuyện ơn, chuyện nghĩa? Mẹ của chàng cũng là mẹ của chúng ta. Được phụng dưỡng mẹ, đó là bổn phận của Thoại Khanh. Chàng hãy tin thiếp, hãy yên lòng lo bề ứng thí. Ngày mai đây nếu công toại danh thành, xin nhớ thiếp và mẹ già nơi quê nghèo mong đợi. Đây, ít tiền thiếp dành dụm, chàng hãy giữ lấy đi phòng thân. Đường xa sương gió và hiểm trở, chàng băng sông vượt suối, ráng dưỡng sức giữ mình nghe. Nàng ở lại cũng bảo toàn thân liễu yêu. Thoại Khanh, tại sao nàng cắt mái tóc dài ông ạ? Tại sao nàng làm như vậy? Tại sao? Châu Lan ơi, tại vì thiếp thương chàng. Nhận chung cả tuổi xuân thì nàng bán tóc để cho ta có tiền làm lộ phí lên kinh kỳ. Ta đi thi bằng tiền của nàng bán tóc, phẩm tước của triều đình sao quý bằng mai tóc của Thoại Khanh. Ngày xưa để tóc cho chàng bay bay trong gió như làng mây bay, ngày nay ban tóc vì ai? Chiều chiều ngắm tóc mây bay ngậm ngùi. Ngày xưa mỗi lần thiếp ngồi bên cầu áo gội tóc, chàng đắm đuối nhìn từng giọt nước sau lưng. Có lần thiếp phong tóc bên sông cửa, chàng ngớt ngay nhìn xó Thoại Khanh á. Gió chiều làm lay động mấy sợi tóc mong manh, nắng hoàng hôn lấp lánh trên làng tóc rối.
sợ vàng buồn nên không dám khép cửa dội, đợi trăng lên thiếp mới bơi lại đầu. Rồi từ ấy mình lại quen nhau, chẳng thương thiếp cưới thoải khách về làm vợ. Mái tóc ngày xưa buộc chúng ta nên duyên nợ, nay nếu không vì chàng thiếp đâu nỡ bán tóc ngày xưa. Thoại Khanh Châu Tuấn, ôi rừng xanh núi thẳm tư bề, chim kêu dưỡng hô biệt về nơi đâu. Ôi núi thêm núi dân dân, rừng chén rừng ngăn ngăn, lối đêm tối đang chực mơ, chờ nhà đu để đường, nhờ khi giá riết cầm bên cầm mẹ già đang đuổi, khát tìm con mò đuôi mắt thương con sở cánh đời gian lao vất vả, mà con chỉ sợ mùa đông sẽ làm rơi chiếc lá trên cành. Con sợ chiều chúc bằng nước chồng con. Mẹ là cây cao bóng mát trên non, công lao của mẹ làm con phải đắm đơn. Mẹ biết lòng con hiếu thảo, nhưng nếu không có thằng công tử giận con của tên Ba Hộ dần ép uổng con thì đâu có cảnh này. Thứ quân ác độc hơn hùm béo lan suối. Mai mà có bà con cứu kịp, nếu không mẹ và con đã chết thiêu ở trong lửa đỏ rồi á. Ngôi nhà ấy là do mồ hôi, là nước mắt của mẹ và cha thằng Châu Tuấn tạo dựng. Nó đốt đi là đốt cả ruột gan của mẹ. Tội ác ấy có ngày cha con nó phải trả. Tiếc là mẹ đã già, lại đang đói khát giữa rừng hoang. Trời có mắt, kẻ gây tội ác chứ không thoát khỏi lưới thiên la địa võng đâu mẹ. Người hiền lương rồi cũng sẽ có ngày qua khỏi nạn tai à. Mẹ biết, nhưng Thoại Khanh ơi, sức mẹ đã kiệt, không thể nào đi nổi nữa. Tay chân run, ruột gan đang câu xe cồn cào, qua cả mắt, miệng khô lưỡi đắng. Mẹ hãy nằm đây, con đi tìm xin thức ăn về cho mẹ.
Mẹ hãy mặc áo này cho đỡ lạnh. Mẹ ráng chờ con sẽ về ngay. Thương con, mẹ đừng có đi đâu nghe mẹ. Vì chung quanh mẹ là đồi cao, là vực thẳm không à. Thoại Khanh à, trời lạnh lắm, con hãy giữ áo này để mặc. Mẹ già rồi, chịu lạnh đã quen rồi. Nè con. Thoại Khanh, con đi rồi sao hỡi Thoại Khanh? Trời ơi. Ta nằm đây mà sao lòng như lửa đốt. Giữa núi rừng không có một người lai vãng, khắp bốn bề chẳng thấy nóc nhà ai. Tìm đâu ra thức ăn cho mẹ chiều nay? Con đói lả người đang chờ ta trở lại. Châu Lan ơi, cánh tay này cùng chàng chung chăn gối, vì mẹ già tiếp cắt thịt giữa rừng hoang, vì mẫu thân thì phụng dưỡng mẹ thai chàng. Thịt của thiếp sẽ giúp mẹ già qua cơn đói lạ. Sao không có một tiếng trả lời? Sao không có ai trả lời hết vậy? Không, không, ta thấy rõ Thoại Khanh đang chập chờn bên ánh lửa giữa đêm đen. Lửa biến thành máu một vùng. Máu của Thoại Khanh trong ánh lửa lung linh, thân ngã xuống những miệng dân kêu gào giữa núi rừng. Thoại Khanh ơi, mẹ ơi, mẹ à, mẹ, sao mẹ chẳng còn đây? Thoại Khanh, vậy mà mẹ tưởng con đã... Mẹ làm sao vậy? Thịt đây, mẹ ăn đi mẹ. Thịt gì vậy con? Dạ... Thịt gì vậy? Dạ, thịt nai. Con ra bìa rừng, con gian xin người thợ săn cho mẹ một miếng. Thịt mới nướng, thơm lắm, mẹ ăn đi, đếm thương nguội á.
mới nướng. Dạ. Thịt nai mới nướng. Thoại Khanh ơi. Dạ. Thịt nai mới nướng mà sao mẹ, mẹ ngửi còn tanh tanh mùi máu vậy con? Dạ. Chắc tại gấp quá cho nên con nướng chưa có được chín á mẹ. Thoại Khanh. Dạ. Con ngồi sát vào đây. Nè 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 nè, con xé giùm cho mẹ miếng thịt này đi. Thịt dai quá. Mẹ sợ để như vậy nó dai quá, mẹ nhai không được. Dạ. Để con xé. Thịt này dai, mẹ sợ dai không được là phải. Thoại Khanh. Dạ mẹ. Thoại Khanh. Trời ơi, tại sao cánh tay của con đầy máu? Cũng phải miếng thịt này là thịt của cánh tay con. Có phải vậy không con? Tại sao con không? Thoại Khanh ơi, mẹ là người mà con, mẹ đâu có thể nào ăn thịt con. Thoại Khanh ơi, sao con lại làm như vậy? Con đưa tay đây để mẹ buộc lại vết thương. Thoại Khanh, sao mà con không nghĩ đến sinh mạng của con? Hay là con không còn muốn gặp lại thằng Châu Tuấn? Mẹ ơi, con vừa muốn gặp lại chồng mà cũng vừa muốn mẹ sống mãi bên con. Nên con đành cắt thịt này để mẹ thay cơm. Trong những ngày vượt Thoại Khanh ơi, lời ước mơ
của con là để an ủi tâm thân già của mẹ. Cầm tay con mà mẹ nghe như ai đang xé trái tim mình. Con là người vợ thủy chung trọn nghĩa chén tình. Tiếng chồng đi thi con một lần lộn quay cuồng. Tôi chi rượu riệt giữa sông chớ mưa nguồn, mắt con không còn nhìn thấy núi rừng. Tai vang rền như đất lở trời long. Ôi nha, ôi mẹ có nghe có biết không, trời đang giá rét mùa đông mà sao Thôi Khanh ơi, đừng bỏ mẹ. Thôi Khanh ơi, Thôi Khanh. Gia Hương, Gia Hương, đêm diễn đã hết. Cô làm sao vậy? Dạ Hương, Dạ Hương ơi, tỉnh lại đi. Dạ Hương, Dạ Hương con. Trời, nó bất tỉnh rồi. Mau 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 đưa nó đi cấp cứu em tôi. Dạ. Mau đi cháu ơi. Dạ, dạ. Dạ Hương ơi, tỉnh lại đi. Dạ Hương, dạ con Hương ơi, tỉnh lại con ơi.
Mình mệt lắm rồi. Mai và Cúc về trước nha. Hẹn thứ bảy gặp lại. Ok. Cái gì mà buồn dữ vậy? Nhớ bà phải không? Bà đã về Cao Lãnh rồi, ly hôn rồi. Vậy sao anh còn buồn? Biết sao anh buồn không? Sao? Nhớ em đó. Ôi, Thảo à. Thiệt. Thôi đi, thôi đi. Nhớ em mà cả tuần nay bỏ người ta có một mình à. Em buồn và nhớ anh muốn chết. Anh kẹt lo cho công ty. Hôm nay tạm xong việc rồi. Em ở lại đây với anh. Anh sẽ bù. Bù cái gì? Em ở lại đây là để... để mình được tự do sau những ngày xa vắng. Em sẽ là nàng tiên nằm gọn trong vòng tay anh. Em sẽ nghe từng nhịp đập con tim, sẽ sao xuyên trong từng hơi thở. Lệ ơi em phải là của anh, tất cả em phải là thái chân lạ lướt trong khúc nghe thương. Thì con cho đường minh hoàng đâm sai để bù lại bao ngày em mong chờ thương nhớ. Bù cho em nha. Ta sẽ biến ngôi nhà này thành cung đình đón dương quý phi. Không có nói dối em ha. Thái chân đến đây với ta. Thái chân đường minh hoàng. Đây là quỳnh tương thiếp xin mời quân dương. Trong rượu có gì lạ vậy? Thì tại anh bảo em là Dương Quý Phi, còn anh là Đường Minh Hoàng. Thôi, không cần vua chúa nữa, mà chỉ có em và anh. Đêm nay... Đêm nay, lần nào gặp nhau anh cũng chỉ nói có đêm nay. Anh chỉ biết có anh thôi à. Còn em đã cho anh mấy chục lần đêm nay rồi. Vậy mà chỉ có một lời hứa với em, đến nay anh vẫn chưa có thực hiện được. Anh còn chờ đến bao lâu nữa chứ? Anh định gạt em phải không? Anh hứa là sẽ mua cho em một căn nhà đó. Nhưng mà tại vì anh kẹt mà. Kẹt cái gì? Một tuần nữa mà anh không mua hả? Họ sẽ bán cho người khác đó. Thì mua căn khác. Hết nhà sao em sợ? Thôi, em chỉ thích cái căn nhà đó à. Ở ngoài trước có sân, sau có giường, lại yên tĩnh nữa. Ở trung tâm Sài Gòn, tìm được nơi như vậy đâu phải dễ.
Anh biết. Biết thì phải mua ngay đi. Anh đừng có hứa lèo với người ta nha. Hứa lèo nào? Năm ngoái mua cho em căn nhà ở quận 4 rồi. Nhà đó là anh tặng cho gia đình em chứ bộ. Dạ lại sống chung với gia đình còn bị lệ thuộc nhiều thứ lắm. Em chỉ muốn sống riêng thôi, vừa được tự do và vừa là tổ ấm của chúng mình nữa. Anh nhớ không, anh đã đồng ý và hứa nội trong năm nay mua cho em mà. Ừ, thì anh nhớ. Nhưng mà công ty của anh đang gặp khó khăn, còn nợ cả chục tỷ ở ngân hàng chưa trả nè. Ngân hàng đã gửi giấy báo mấy lần nhưng đến nay thì chưa có thanh toán. Trời ơi, cả một công ty nợ có 10 tỷ mà ăn nhầm cái gì? Thì mỗi người bỏ thêm một ít, trả chậm chịu lời, khi nào công ty làm ăn được sẽ thanh toán sòng phẳng. Vì vậy nên anh đang kêu người bán cái ngôi biệt thự này và mấy mẫu đất ở quận 9. Khi nào xong đó, anh sẽ mua ngôi nhà tổ ấm của chúng ta. Bao lâu nữa? Rồi còn bà vợ của anh ấy thì sao? Chậm lắm là vài tháng. Tiền bán nhà và đất sẽ chia đôi. Đâu có được, chia ba chứ, bỏ phần em sao? Thì em lấy hết phần của anh cũng được mà. Mà không à, phải bỏ vô công ty trả nợ ngân hàng. Phần còn lại của anh á, anh sẽ giao hết cho em. Người đẹp đáng giá ngàn vàng. Chịu chưa? Chịu, nếu như anh giữ đúng lời. Anh à, bây giờ em là của anh rồi đó. Quân Dương muốn gì, thần thế cũng chịu. Diễm Lệ, thật tôi không ngờ lòng dạ của cô, của con người nhẫn tâm ác độc, của kẻ lừa dối đổi thay, của loại người bán phân buôn hương. Ê, ê, nè, mày ở đâu rồi mày vô đây rồi dám nói năng hỗn xược vậy mày? Đi, đi ra khỏi nhà này nha, nếu không mày đừng trách tay tao à. Đi đây. Nè, đây là kỹ sư Thành, là người yêu của Diễm Lệ mấy năm nay. Anh xông vô nhà lại có cử chỉ của một người sai. Nhờ sai nên tôi mới đến đây để bắt quả tang hai người phản bội. Chồng buộc vợ ly hôn, còn cô mất hết lương tâm. Nè, tôi nói cho anh biết, tôi xúc phạm đến người khác á là... Người ấy chính là cô. Ông hai. Ông là ai? Rồi cô sẽ biết. Các người muốn gì? Muốn cô phải chấm dứt chuyện đi cướp giật chồng người. Có tốt đẹp thì cứ hàng gái lặng lờ, đừng có dở giọng cầu cao với mọi người. Ba, ba ơi, đây là Diễm Lệ, người yêu của con, xin ba chớ lớn tiếng nặng lời. Con và Hương đã ly hôn rồi ba, thì không ai có quyền ngăn cấm được con yêu. Nhưng con Hương nó đang lắm phòng, mà nguyên nhân là vì nó quá thương mày. Tao lên đây là có thể báo tin này, không ngờ gặp mày dẫn gái về đây. Ông hai, Diễm Lệ đây là cô gái mà con đã nói với ông đêm nào. Diễm Lệ là ca sĩ nhà hàng, nhà ở quận 4. Con có ngờ đâu giờ lại yêu bác Thành. Nè, tôi với anh mới là tình bạn, mà bạn thì không ai bắt ai phải theo mình. Tại sao anh cho tôi là kẻ bạc tình, còn không tiếc lời sĩ giả miệt khinh, còn ngang nhiên sống trong nhà và gây sự. Nè, tội ấy pháp luật sẽ nghiêm trị. Thành ơi, mày có biết đây là thằng Nhật Tiến, nó dạy học trên này là con của Nhật Tân, cha của nó là bạn học của mày, cùng chung làng chung sống với nhau. Mày làm như vậy thì tao còn mặt mũi nào mang tấm thân già này về xứ Mỹ Sương. Nhưng mà ba có biết đâu, trước đây Dạ Hương với ba cái thằng Tiến á, đó là ngày xưa, ngày tụi nó còn đi học. Còn thằng Tiến bây giờ không phải người tôi yêu như anh ấy đã nói. Anh Thành à, những gì anh đã nói với em anh nhớ nha. Còn bây giờ em về à. Diễm Lệ, cô hãy ở lại đây, chúng ta cần phải dứt khoát. Bác Thành, bác hãy xem bức thư này, chữ của Diễm Lệ đó. Anh Tiến, việc tổ chức lễ đính hôn của mình hãy chậm lại một thời gian, vì em đang tiến hành việc làm ăn lớn. Xong việc mình sẽ có nhà, có tiền. Hạnh phúc của mình là tùy vào lần quyết định này. Yêu anh nhiều, em Diễm Lệ. Anh Thành, đừng có đọc nữa, trả những bức thư ấy cho em.
Đây là chuyện khác, không có liên quan gì đến anh. Anh hãy tin em, đừng có tin Nhật Tiến. Diêm Lệ, tôi nghĩ nếu người có chút lương tâm và sĩ diện sẽ không đủ can đảm ở lại đây để nói thêm những lời trân cháu ấy. Giận hơn anh, một thứ đàn ông tồi. Anh không yêu được tôi rồi anh tìm cách phá. Anh Thành à, trước sau vậy em vẫn yêu anh mà. Em mãi mãi là của anh. Yêu tôi? Dạ. Yêu tôi hay là yêu cái gia sản này? Em yêu anh thiệt mà. Tình yêu của em đã dành hết cho anh rồi. Anh Thành à, anh hãy tin em. Tin em đi mà. Đi. Những lời yêu thương trên đầu môi chót lưỡi, tôi lầm cô. Làm gì anh mắc lả lời, vì thân hình khéo gợi, để giờ đây mọi chuyện đã phơi bày. Nếu tôi không tận mắt nhìn những lá thơ này, thì đời tôi sẽ còn bị cô đánh lừa cho đến bao lâu nữa. Số phận này ngày mai rồi sẽ ra sao? Vậy mà mấy năm dài tôm ấp cô trong vòng tay, tôi những tưởng trời đã cho tôi nhiệm phúc ấy. Nào ngờ đâu tôi đang xa vào càng bay. Nay hiểu ra tôi mới thấy được lòng già con người. Chưa đâu con, đây chỉ mới là bước đầu của hậu quả. Đời con dài mà, chuyện con làm bây giờ sẽ trả giá về sau. Ba đã nói mà, có nhân thì phải có quả. Bác Thành ơi, lúc đầu cháu những tưởng Diễm Lệ làm ăn đứng đắn để có nhà cửa khang trang trước khi cùng cháu lập gia đình. Nổi bóng gió đến tên Diễm Lệ ở quận Tư. Vì tình yêu và lòng tự trọng nên cháu xin nghi. Đọc lại thư của Diễm Lệ cháu mới bắt đầu theo dõi. Giờ mọi chuyện đã đúng như lời cô nói. Tùy bác hãy liệu con cháu với Diễm Lệ chẳng còn gì. Đủ rồi, tôi làm chuyện này là vì anh, vì tương lai của chúng ta mà. Không, tôi không cần thứ tương lai ấy. Còn yêu tôi? Không, cô yêu tôi là để làm tấm bình phong che chở cho cô, để hàng đêm làm tài xế đưa rước không công cho cô. Diễm Lệ, tất cả những toan tính của cô đến nay tôi mới hiểu. Còn tôi không ngờ anh phản tôi. Anh bêu xấu tôi để anh tỏ ra là người thanh cao đạo đức. Tôi cần tình yêu chân thật. Tôi cần cuộc sống trong sạch, chứ không thể chấp nhận việc làm bỉ ổi của cô. Tôi không thể đồng lõa với tội ác. Diễm Lệ, theo tôi nghĩ, cô không yêu ai ngoài yêu tiền. Vì tiền cô bán cả xác thân, và đạp lên lòng chung thủy của người khác, cô phá vỡ hạnh phúc của cô Hương. Cô thôi đi cháu. Diễm Lệ, thôi đi cháu. Bài học này hãy dành cho bác Thành của cháu. Còn cô, tôi về. Nhưng với anh Tiến, món nợ này có ngày anh phải trả. Alo, tôi Đỗ Thành đây, phó giám đốc công ty Đại Minh đây. Ai đó? Tự mình. Hả? Giám đốc công ty xin báo đến anh một tin khẩn cấp. Chuyện gì đó anh Tư? Hồi 16 giờ chiều nay công ty được lệnh ngưng hoạt động đó. Ngưng hoạt động? Tất cả nhà cửa và tài sản cho ban giám đốc đứng tên đều tạm thời niêm phong kể từ 8 giờ sáng mai. Nghe rõ chứ? Tất cả đều bị niêm phong. Anh Tư à? Anh Tư! Anh Tư! Trời ơi!
Như vậy là hết, hết tất cả rồi. Chuyện gì vậy Thành? Nghiêm trọng lắm phải không con? Sao con hốt hoảng? Ba, ba ơi, đây là chuyện của công ty, chuyện nợ nần từ mấy năm nay, của ngân hàng do ba hợp đồng các nước cùng chưa vào, hay là gặp phải công ty mà làm ăn thua trí người ta, hay công ty theo kiểu thế chấp lòng vòng lợi dụng sơ hở của ngân hàng, tất cả đều do tư minh quyết định, con chỉ là phó của ông ta. Như vậy là mày đã gửi trứng cho ác. Sạc nghiệp, vào tù là phải lắm rồi Thành ơi. Tao vẫn tưởng đời mày còn có ít nhiều kinh nghiệm, không ngờ mày chỉ biết ăn chơi, kết quả cuối đời còn lại hé bàn tay trắng. Trời ơi, tao nhục lắm, tao nhục lắm mà. Trời ơi, trời. Ba, ba. Chiếc áo này cho đỡ lạnh đi ba. Con hãy để đó, khi nào thấy lạnh ba sẽ mặc. Ba hãy uống thuốc đi, của anh Tân mua gửi ba đó. Thằng Tân chỉ là người hàng xóm, từ ngày ba bệnh đến nay nó thường tới lui thăm viếng. Còn thằng Thành chồng con, chắc anh ấy còn phải lo xoay sở chuyện công ty á ba. Còn gì nữa mà xoay sở? Bán nhà, bán đất để trả nợ, thoát tội tù đó là mai. Ba chỉ ngại. Thưa ba, ba đừng có nhớ chuyện cũ nữa. Ba yên tâm dưỡng bệnh lúc tuổi già. Hương ơi. Dạ. Tài sản ấy là do con và thằng Thành tạo ra, ba có tiếc cũng không tìm lại được. Ba tiếc đây là tiếc cho cái thân của nó, tiếc cái danh dự một đời bỗng chốc bị vùi xuống bùn nhơ. Ba thương là thương cho con nay ốm mai đau, vậy mà phải vất vả nuôi ba chẳng một lời than thở. Ba, ba ơi, chắc tại số con với anh Thành có duyên mà không có nợ, nên đời dở dang. Tiếp theo là sự nghiệp của nhà nát tan, để ba lâm trọng bệnh lúc tuổi già, mà một thương hiu quạnh chung
bà con thân thuộc còn hơn ở Sài Gòn tư cố vô thân. Có con và thằng Tân tới lui kề cạnh, có chết cũng được nằm gần mồ má mẹ cha. Con tin trước sau anh ấy cũng trở lại quê nhà. Lòng con mấy ai không nghĩ đến cha mẹ già. Hương ơi, nếu ai cũng nghĩ được với con thì đâu có cái cảnh mẹ già chiều chiều ra ngõ sau tựa cửa. Nhớ thương con như thở nhỏ cha mẹ đợi chờ con từng buổi cơm chiều. Con sao biết được lòng cha mẹ khi trái gió trở trời. Giàu hay nghèo, cha mẹ cũng ấm bồng từ thở nhỏ. Con miên ngon vật lạ, cha mẹ đều nhường nhịn cho con. Vậy mà khi lớn khôn, con như là chim lìa tổ ấm. Mấy khi quay trở về rừng cũ vườn xưa, mấy khi nhớ lại một thời dãi nắng dầm mưa, cha mẹ tần tảo sớm hôm nuôi con mình. Kìa anh Tân, đến xong vô nhà còn đứng đó. Thằng Tân đó hả? Vô đây cháu. Dạ. Mấy hôm nay bác vẫn khỏe chứ? Ờ khỏe. Cháu đem cho bác cuốn truyện Kiều. Ờ, có nó đọc cho khuây khỏa. Mà nè, sao lần nào đến đây gặp con Hương là cháu đều lánh mặt hả? Dạ. Ảnh chê con là gái bị chồng bỏ đó bà ơi. Dạ Hương nói vậy chứ tôi đâu có dám. Thôi, cháu và con Hương ở nhà trò chuyện nha. Bác đi bộ một chút cho nó giãn gân giãn cốt. Nằm hoài bác thấy bực bội quá. Nhân tiện bác ghé chơi với thầy Giác, lâu ngày không gặp cũng nhớ. Chắc ba còn yếu lắm á, hay là ba để con? Không sao, đã có cái nạn này, cháu Tân ở đây chơi nha. Dạ. Ba cẩn thận nghe ba. Ba vững mà. Anh Tân, anh nhìn gì dữ vậy? Hương độ này hình như là không được khỏe đó. Sau cái lần cấp cứu ấy, tôi thấy trong người có hơi sa sút. Nhất là cái đầu á, thỉnh thoảng nó đau như búa bổ vậy á. Còn anh, tại sao mấy lúc này anh không muốn gặp tôi? Tôi sợ. Anh sợ gì? Tôi sợ quê nghèo gợi lên hình ảnh cũ. Sợ con sông buồn lưu luyến bến đò xưa. Sợ mây bay theo gió những chiều mưa. Sợ đêm xuân nhớ câu hò đồng tháp. Hương ơi tôi sợ. Sợ ánh trăng chở buồn theo tiếng hát. Sợ bước chân người mỗi lúc một đi xa. Sợ mái tóc mượt mà thơm thơm mùi bông bưởi. Sợ ánh mắt buồn như lời ai nhắn gửi. Sợ, sợ những cái nhìn như xe nát tìm ai. Sợ những năm tháng đắng cay. Sợ nhớ thương đeo đằng cả cuộc đời.
sợ cánh chim bay, sợ cơn mưa giăng, sợ bão táp loạn cuồng, sợ nước ra khơi quên cả cội nguồn, sợ sắc hoa xuân sớm tàn phai hương nhụy, sợ chiếc lá lìa cành sơ xác giữa chiều đông, sợ ngỡ ngẩn bên sông theo tiếng bìm bịp buồn lẻ bàn, sợ tiếng hát người xưa mỗi tối vọng về, sợ cho ai hay ai, sợ kẻ giống mơ thầy, ai sợ cho ai làm sao từng đêm thao thức để tha hồn theo tiếng hát ai buồn. Hồi ấy tôi có lên tận Sài Gòn, tôi có xem tuồng, xe hoa và áo cưới, tôi muốn xin vào hậu trường để gặp lại người quen, nhưng mà tôi sợ, tôi sợ ai đó đã quên. Đến giảng hát tôi vẫn còn nhìn lên sân khấu, người ta về mà tôi còn ngơ ngẩn như mơ, chứ đâu phải như bây giờ được nhìn ai đó. Hồi ấy về Cao Lãnh gặp bạn bè mới biết là đi học mỹ thuật. Anh biết mà, tôi là đào chánh của gánh hát người ta nên phải theo họ ra tuốt ngoài miền Trung diễn hơn 6-7 tháng nha. Rồi trở lại Sài Gòn, giả hương là ngôi sao sáng, báo chí ngợi ca chẳng khác cô Tư Sản ngày nào. Rồi giả phải chồng giàu, chỉ có tôi sống nghèo với nghề dạy học, mỗi ngày quá lãi hai lần cây cầu chờ mấy xưa. Hồi ấy tôi đâu biết Trần Thị Tuyết là giả, tôi chờ đợi đến mỗi mòn con mắt, đến chừng gặp bác hai ở Sài Gòn về cho biết, tôi mới lên trên ấy xem tuồng để được nhìn tận mắt người ta. Tôi có nói thời gian học chỉ 3 năm, nếu thương nhau hãy chờ ngày ra trường làm đám cưới. Vậy mà hồi ấy tôi cũng muốn ở nhà đi học, nhưng má tôi muốn tôi trở thành cô đào hát cái lương. Tôi cũng buồn khi rời khỏi xứ Mỹ xưa, ngồi trên tàu xuôi về Sa Đéc, qua dạm kinh Thái Bình, tôi nhớ kiến văn một thời cấp sách, nhìn cồn sấy bồi hồi nhớ kỷ niệm lúc tàn cư. Mấy năm dài tôi cũng mong đợi tin anh, khi nghĩ lại chắc người ta chê mình là đào hát. Vì bận học chứ đâu phải tôi là người phú bạc, có chồng rồi mấy năm sau tôi mới lập gia đình. Đó là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ tôi vẫn xem Dạ Hương là bạn. Tôi biết, nhưng tôi hỏi bây giờ là hỏi chuyện của cháu Tiến kìa. Khó nói quá. Anh đừng có ngại, anh Thành làm chuyện không phải là phần của anh ấy. Tôi với anh ấy bây giờ coi như người dân nước lạ thôi.
Tội là tội cho cháu Tiến á. Sau lần nó dứt khoát với Diễm Lệ, nó đã nhận cưới con Hà. Nay mai nó sẽ về để sang bên ấy cho hai đàn giáp mặt. À, như vậy là mừng cho anh và cháu Tiến ha. Nhưng mà tôi cũng đang lo. Anh lo gì nữa? Cháu Tiến dứt khoát với Diễm Lệ như vậy là điều đáng mừng. Cháu Hà là con nhà đàng hoàng, ba của cháu lại là bạn của anh, có gì mà anh phải lo cho mệt. Tôi nói lo ở đây á là vì gia cảnh của tôi đang gặp lúc khó khăn. Má thằng Tiến mất cũng đã mấy năm, đến nay mới vừa trả xong các thứ nợ, nay phải lo cưới vợ cho con. Dù đàn gái chẳng tin thiệt so hơn, vì họ biết mình trong cảnh cô đơn, nhưng mình không thể ngậm miệng làm thân. Họ không có ràng buộc, mình phải làm sao cho coi được. Con gái người ta bằng ấy tuổi đầu, mình cưới đem về để bắt làm dâu, rồi đây còn phải lo cho cháu ngoài. Bởi vậy tôi lo mất ngủ quên ăn, còn thằng Tiến thì cứ ở miết trên Sài Gòn. Nếu anh vẫn còn xem tôi là bạn thì cho tôi giúp cháu Tiến một đôi phần, hai cháu được thành vợ thành chồng, tôi cũng bớt phần xấu hổ với lương tâm. Cảm ơn lòng tốt của Dạ Hương, nhưng cho phép tôi được nói lời từ chối. Tôi quý trọng lòng tự trọng của anh, nhưng mà tôi giúp đây là tôi giúp cho cháu Tiến mà. Nhưng thằng Tiến nó là con tôi, nó cũng có lòng tự trọng của tuổi trẻ, của một nhà giáo. Thì cũng như lòng tự trọng của anh mấy mươi năm về trước. Nhưng tôi đã nói là phải thực hiện cho bằng được. Cháu Tiến về tôi sẽ gặp. Còn bây giờ á, tôi mới về, chẳng lẽ Dạ Hương định lánh mặt? Ô, anh Thanh, lâu quá mới gặp lại anh. Tôi cũng vậy, anh vẫn khỏe? Cảm ơn, khỏe. Y như hai người bạn hồi còn đi học à. Nhưng anh Thành có cái may mắn hơn tôi là được lên Sài Gòn học hành đến nơi đến chốn. Còn tôi chỉ là anh giáo làng. Anh là giáo làng, nhưng mà còn có cái diễm phúc. Ba đâu rồi Hương? Đi dạo và đến nhà vài người bạn. Hèn gì, ở nhà chỉ có hai người. Hình như là anh không hài lòng vì sự có mặt của tôi phải không? Thôi đâu dám. Anh và Hương ở dưới này gần bên nhau, gặp ở đâu, lúc nào, bao lâu không được. Bạn học cũ. Tôi không thích cái giọng điệu mỉa mai ấy đâu. Tôi không mỉa mai, mà đây là sự thật. Chúng ta cùng là bạn học, đã hiểu rõ chuyện ngày xưa, chuyện con đò cũ, chuyện bến dắt đợi người đưa, chuyện đi về chúng nón chiều mưa. Tôi còn là vị tình cũ người xưa. Tôi vẫn tưởng anh là người có nhiều diễm phúc hơn tôi mà. Không ngờ qua sông rồi bỏ mặt con đò trôi, chơi qua rồi lại bé cạnh băng rau. Ai là người gây khổ đau, chắc bây giờ đã hiểu nhau. Xin anh đừng lên giọng thanh cao, tốt đẹp gì mà giặt áo cho người xem lưng. Cô cũng đừng lên giọng với tôi. Cô đừng tưởng tôi về đây là để... Xin lỗi, chuyện có hai người tôi xin phép được vắng mặt. Anh Tân, anh cần phải có mặt. Anh... anh ta đi là phải. Anh ấy không phải là người thấp hèn, không nhận tâm chà đạp đến sự đau khổ của người khác, không muốn nghe thêm những chuyện xấu xa. Cô ám chỉ ai hả? Tôi nói anh, nói những chuyện làm của anh. Còn cô, cô thì sao? Tôi trước sau vẫn là Dạ Hương, vẫn là cô đào hát, vẫn giữ được thanh danh, chứ không phải như anh. Khi giàu sang lên xe xuống ngựa, rồi quên cả mẹ cha, quên hết tình bè bạn, lại còn làm những điều sai trái để mang tiếng nhục nhã muôn đời. Nè, 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 tôi cấm cô nha. Tôi cấm cô lớn tiếng nặng lời. Cô nhờ ai mà sang trọng một đời? Có phải cái thằng Thành này đã cứu vớt đời của cô? Cô nhớ lại đi, khi mà cải lương nó xuống giống hết thời rồi, đào kép nó đi làm đủ thứ nghề hết. Tôi mới cưới cô về cho ăn học thành danh,
thành danh là nhờ luyện tập bao ngày, nhờ công dạy dỗ của các bậc thầy. Anh chỉ có tiền còn công sức là do tôi. Nhưng nếu không có tôi thì cô... Không có mày thì đời nó chưa chắc đã khổ như bây giờ. Thành, mày đừng tưởng có tiền thì ai cũng sung sướng. Tiền chỉ mua được thể xác những kẻ thấp hèn, chứ không lay chuyển được những tâm hồn cao thượng. Không thể làm vơi đi nỗi khổ trong lòng, không thể hàn gắn được những trái tim tan vỡ. Dạ, con biết. Những ngày qua, trường đời và thế sự đã làm cho con tỉnh trí. Ba, con ân hận quá ba. Có thật gì không? Tao nghĩ còn hơi sớm. Đối với những người như mày, nói đến ăn năn hối cải cần phải có thời gian. Ngựa quen đường cũ xưa nay không phải hiếm đâu con à. Ba, ba ơi, nếu ngựa quen đường cũ thì con không âm thầm trở về quê con. Con biết ba vẫn còn thương con, dù con có lỗi với ba nhiều. Ba nặng nhẹ với con mà sao nghẹn ngẹn theo lời. Trong ánh mắt của ba nhìn con như này lừa, nhưng ẩn sau làn mi già long lanh ngấn lệ thương con. Tình thiên liêng ấy có lúc con đã quên. Bệnh trạng của ba bây giờ là một phần do con đối xử. Giờ con mới thấm thía câu tiền tài như phấn thổ, chỉ có nghĩa nhân mới tồn tại trên đời. Dạ, mai này tôi đi làm ăn xứ khác, việc chăm sóc ba tôi nhờ cậy giả. Ba ơi, con sẽ không theo lối cũ như ngựa đã quen đường. Xin ba nghĩ lại mà thương cho con. Mày muốn tao phải làm gì nữa? Dạ thưa ba, con cần tiền làm vốn để lên cao nguyên lập nghiệp. Con sẽ làm lại từ đầu. Nay con về đây là để xin ba cho con mượn mấy công đất để mày bán à? Bán nơi chôn nhau cắt rúng của ông bà để lại nữa sao Thành? Để cho ba nghĩ coi, đời con bây giờ còn gì nữa đâu ba. Nhà đất đã bán hết rồi. Bạn bè mà gặp lúc mình nghèo đó ba, nó lạnh nhạt, nó rẻ khinh. Vợ thì trời ơi, con khổ quá ba. Ba giúp chú con đi ba. Thì cũng tại mày. Hồi đó vợ mày khuyên, mày không chịu nghe, lại còn ly dị. Tao ngăn cản mày, mày đuổi tao về xứ. Tao buồn, tao nhục lắm mày có biết không? Đến khi tao bại liệt nằm trong nhà thương, mày cũng biệt tích. Nếu không có thằng Tiến và con Hương chăm sóc rồi đưa tao về nuôi dưỡng thì chắc tao đã chết ở trong bệnh viện từ lâu. Con Hương là con dâu, thằng Tiến là người hàng xóm mà còn có tình có nghĩa hơn mày. Dạ thôi đi ba, anh bây giờ... Ba cần phải nói để cho nó sáng mắt. Ba, bây giờ con mới thấm thía với câu, còn ba còn tiền thì còn đệ tử. Hết cơm hết gạo, hết ông tôi. Đó là bài học tình đời thế sự đó con. Con biết. Nhưng còn với Dạ Hương, con nghĩ dù sao thì tình nghĩa vợ chồng mấy mươi năm chung sống, chẳng lẽ trước cái tình cảnh này lại làm ngơ ngoảnh mặt với con sao ba? Tôi chưa giúp gì được anh trong lúc này. Còn tình chồng vợ, nói thiệt với anh, tôi hận anh lắm. Nhưng anh có biết đâu, cũng có những lúc
tôi trăn trở suốt năm canh. Vì mấy mươi năm tình chồng vợ sống bên nhau, nào những lúc săn sóc suốt canh thâu, cùng chia đắng sẽ vui khi hoang đàn. Hương ơi, xin đừng nhắc đến những kỷ niệm đã qua rồi, càng thêm cay đắng cả cuộc đời. Đời người lỡ dần như cánh bèo trôi. Còn được với cánh bèo là khá đó. Tao sợ như giấy trôi sông nữa kìa. Nhục nhã với họ hàng làng xóm lắm Thành ơi. Bà, con biết lỗi con rồi mà ba. Còn Hương, tôi lâm vào tình cảnh như thế này, Hương có thể cho tôi vay lại số tiền đã gửi trong ngân hàng. Khi làm ăn khá đó, tôi hoàn lại cả vốn lẫn lời cho Hương. Điều ấy tôi chưa nghĩ tới. Không, mày không được đụng đến một đồng của nó. Như vậy là tôi phải đi với hai bàn tay trắng. Trời ơi, nhớ lại ngày nào. Nhục, nhục là phải mà. Thưa ba, con đi. Anh Thành, anh hãy chờ tôi một chút. Đây là mấy bộ đồ của anh. Lúc ra đi, tôi đem theo để nhớ một thời mình chung sống tốt đẹp với nhau. Nay anh đi xa, tôi xin gửi lại cho anh. Bộ đồ ngày cưới, bộ màu xám mà Hương đã chọn cho tôi. Còn đây, đây là mấy chiếc nhẫn. Anh ấy giữ phòng khi bất trắc. Cảm ơn Hương. Tôi xin nhận lại bộ đồ ngày cưới. Còn nhẫn và mấy bộ đồ này, tôi xin để lại cho Hương. Thưa ba, con đi. Hương ở lại, ráng giữ gìn sức khỏe. Và cho tôi gửi lời xin lỗi anh Tân về lời lẽ và thái độ không phải của tôi vừa rồi. Thành, ba còn chút đỉnh. Con cầm lấy đi. Cầm đi con. Ba, ba. Gọi cháu. Sao, mọi thứ đã lo xong hết chưa? Dạ, bánh trái trà rượu ba cháu đã lo xong từ chiều hôm qua.
chỉ còn mấy bộ đồ cháu đang ủi đó. Thấy các cháu lo chuẩn bị lễ hỏi làm cô nhớ ngày xưa ghê á. Dạ, ai cũng có một lần vui mà cô. Đời người, nhưng đời người cũng không ít người không được trọn vẹn. Có khi mình yêu người này mà phải lấy người khác. Chẳng hạn như cô muốn nhắc đến cháu và Diễm Lệ phải không? Không, ngày vui của cháu cô không muốn nhắc tới chuyện đó đâu. Cô có nhắc cũng không sao đâu, vì cháu và cô ấy đã dứt khoát từ cái đêm... Cô nghe cháu kể rồi, từ cái đêm ở nhà Bắc Thành chứ gì. Nhưng còn một chuyện mà cô chưa biết. Chuyện gì? Chuyện căn nhà ở quận 4, nhà của Bắc Thành mua cho Diễm Lệ, nay đã bị lấy lại. Vì tiền ấy của công ty cho Bắc Thành mượn. Nhưng chủ quyền chắc là đứng tên Diễm Lệ, nếu không cũng là cha mẹ, chứ có lý nào để bác ấy đứng tên, phải vậy không? Nhưng ông Tư Minh đã khai hết với Thanh Tra, mọi đầu mối mới lòi ra, nên phải phát mái nhà để nhập vào công ty trừ nợ. Còn đối với Tư Minh, chẳng lẽ pháp luật lại để yên? Thưa cô, ông ấy đã vào nhà giam vì tội lừa đảo ngân hàng và chứng vô cổ đông. Cô biết trước sau gì cũng có ngày đó mà. Thôi, bỏ qua chuyện ấy đi cháu. Cô gọi cháu ra đây là vì một chuyện khác. Quan trọng lắm phải không cô? Rất thường. Cô làm cháu hồi hộp quá. Ba cháu đâu sao cô không thấy? Dạ, ba cháu đang trưng mấy dĩa trái cây trên bàn thờ ông nội á. Nếu cô cần, cháu vào mời ba cháu. Thôi khỏi, cô muốn nói chuyện với cháu. Dạ. Tiếng à. Dạ. Ngày vui của cháu cô cũng thấy vui lây. Nhân đây cô tặng cháu vợ này, gọi góp phần chung với cháu ngày vui. Một đôi bông tai, một cặp nhẫn hột xoàn, làm trao thay bạn hoàng như mình vừa tỉnh cơn mơ. Đây là lòng thành thật của cô, mong cháu không chối từ. Dạ, cháu xin cảm ơn cô rất nhiều. Lòng tốt này cháu không thể nào quên. Nhưng cháu chưa dám thọ ơn, nên xin phép được chối từ. Mong cô hiểu lòng này, chớ không phải phụ lòng cô. Tiếng à, cháu chớ nghĩ vẩn vơ, cô còn phân biệt được lòng người. Nhưng cô thấy hơi buồn vì lòng của mình bị từ chối. Mong giả hương nghĩ tình thư lỗi lời, cháu làm Phật lòng cô. Và cháu tiên giống nhau, làm cho trái tim này đau đau. Cha con tôi phải làm như vậy là vì... Tôi tặng nữ trang cho cháu Tiến là vì lẽ gì? Nếu anh và cháu Tiến chịu khó suy nghĩ một chút thì chắc cũng có thể đoán biết một đôi phần. Trong chuyện ấy có chuyện ngày xưa và chuyện ngày nay. Còn tôi, có thể ngày đám cưới của cháu tôi không có mặt, vì vậy mà tôi muốn còn lại thứ gì để kỷ niệm đối với cháu. Chứ không phải vì tôi nghĩ là mình có tiền hay là chuộc tội cho anh Thành. Cô đi đâu? Rồi có ngày cháu sẽ biết mà. Dạ Hương đừng nói những điều không tốt. Có ai lại muốn chuyện xấu đến với mình đâu anh. Nhưng anh Tân, hình như cái giấy xét nghiệm của tôi khi nằm viện anh giữ phải không? Vì bác sĩ dặn. Mà Dạ Hương hỏi để làm gì? Để cho anh biết là tôi tặng quà cưới trước cho cháu Tiến, không có phải là vô nghĩa. Xin phép ba và cô, cháu vào ủ tiếp mấy bộ đồ. Anh Tiến, đứng lại. Diễm Lệ. Diễm Lệ.
Diễm Lệ à? Các người làm gì mà nhìn tôi sững sờ như vậy? Lạ lắm sao? Cô còn tìm đến đây để làm gì? Để đòi lại món nợ mà anh đã vay. Ở nhà đô thành đêm nọ, nay phải trả gấp đôi, chắc anh còn nhớ lời tôi. Lời của kẻ đối thay, của lòng người đen bạc. Tôi còn lạ chi cô, tốt đẹp gì những chuyện nhút nhơ. Vẫn còn tốt đẹp hơn anh chứ. Cái thứ đàn ông lừa gạt Sử Khanh. Tiếng à, mày rước quá vào nhà làm nhục cả thanh danh. Chưa đâu thưa ông, đây chỉ mới bắt đầu câu chuyện. Chuyện cướp giật chồng người ta, biết điều cô hãy đi ra. Chưa đâu thưa bà Dạ Hương, tôi đi là khi nào có kẻ quỳ lại dưới chân tôi kìa. Diễm Lệ, cô còn muốn gì nữa? Tôi đã nói rồi, làm thầy giáo nhanh mà sao tối dạ quá vậy? Tôi cấm cô xúc phạm đến nhà giáo. Nghề nào cũng có người tốt kẻ xấu, chẳng hạn như con ông nè, tốt đẹp lắm sao? Còn nghề của cô, cô đã lợi dụng nhan sắc của mình để làm trò tiêu khiển cho kẻ khác. Chính những người như cô đã gây tiếng không tốt đối với chị em trong giới á. Còn chồng bà, chính những người như chồng bà là kẻ gây ra tội đó. Mà thôi, tôi đến đây không phải để tranh luận với bà, mà đối tượng chính của tôi là anh Tiến và cô Hà, cô vợ sắp cưới của người yêu tôi kìa. Diễm Lệ, nhưng tôi với cô đã dứt khoát. Đó là anh nói. Còn tôi có đủ các thứ để chứng minh với vợ tương lai anh, với cha mẹ vợ anh là anh đã lừa dối họ. Cô có biết làm như vậy là ác lắm không? Nếu biết thì con ông đã không làm đối với tôi. Tôi tin họ sẽ chẳng tin cô đâu. Mà người họ tin là tôi nè. Tôi sẽ vạch trần tất cả xấu xa của cô nếu như cô đến gặp họ. Tin hay không, các người nhìn đây sẽ biết. Đây, ảnh của tôi và anh Tiến chụp ở Đà Lạt đó. Diễm Lệ, tôi không ngờ cô. Anh cứ xé đi, chưa hết đâu. Còn kiểu này chụp ban đêm ở bãi biển Vũng Tàu hấp dẫn hơn nhiều. Đến như thế này sao Tiến? Đó mới chỉ là những tấm ảnh dạo đầu thôi. Còn đây mới thật là ảnh nhà nghèo chánh hiệu, chụp tại khách sạn có máy lạnh. Mời mấy người xem qua. Im đi, hãy im đi tiếng cười độc ác đang xe nát tim ta. Trời ơi, lòng dạ của đàn bà có khác gì là giáo gươm. Anh Tiến à, nếu tôi là giáo gươm thì anh chẳng thương, chẳng chụp chung mà mấy chục kiểu hình. Chẳng cầu khẩn tôi một lần về Cao Lãnh để ra mắt họ hàng nội ngoại hai bên, rồi sau đó sẽ làm lễ đính hôn. Trời ơi, tôi nghĩ cô một lòng yêu tôi, nào ngờ đâu cô đem giả đổi thay, giờ lại đi ghép những tấm ảnh này để trả thù và làm nhục gia đình tôi. Anh đừng cho đây là những tấm ảnh ghép để chạy trốn sự thật chứ. Tôi tin Thu Hà và gia đình cô ấy sẽ tin những tấm ảnh này hơn lời anh biện hộ. Anh hãy chờ xem, tôi và anh ai sẽ thắng. Tiếc à, trời ơi, ba. Rồi đây ba sẽ ăn nói làm sao với gia đình con Hà hả Tiên? Con giết ba mà. Ba ơi, con có lỗi với ba là vì đã yêu lầm người thay đen đổi trắng. Chớ con chưa làm điều gì xấu xa để ba phải buồn đau đè nặng trái tim. Và nếu con lừa dối thì làm sao dám nhìn mặt Thu Hà. Con xin ba bớt buồn bớt giận, chuyện ghép hình này sẽ chẳng ảnh hưởng đến hôn nhân. Thu Hương ơi,
xin cô khuyên ba cháu một lần. Lời của cháu bây giờ chắc là vô nghĩa. Thật cháu không ngờ giả tâm của Diêm Lệ. Ôi lòng giả hiểm sâu nhân thấy khó đo lường. Cô nghĩ chuyện này nếu nhờ ba anh Thành gặp gia đình cháu Hà thì có thể êm xuôi tất cả. Tại sao phải làm phiền đến bác ấy chứ? Thưa ba, vì ông hai là người chứng kiến chuyện giữa con với Diễm Lệ và bác Thành. Đúng rồi, chỉ có ông hai, chỉ có ông hai. Dạ Hương, hình như dạ Hương còn giấu tôi điều gì. Tôi tưởng cháu Tiến đã kể hết với anh. Kể chuyện gì? Chuyện của cháu Tiến với Diễm Lệ lúc ở Sài Gòn á. Thôi, tôi không muốn nghe đến chuyện xấu xa ấy nữa. Nhưng người gây ra chuyện mà anh cho là xấu xa ấy lại không phải là cháu Tiến. Nếu không nó thì Diễm Lệ. Còn một người nữa. Ai? Cô Hương ơi, cô Hương. Cô Hương ơi, ông hai. Ông hai làm sao? Dạ, ông hai bị té, máu ra nhiều lắm, đã bất tỉnh rồi cô. Bất tỉnh à? Trời ơi. Dạ Hương. Dạ Hương. Cô Hương. Cái chết oanh liệt của nữ tướng Mùi Thị Xuân hay lắm, dũng cảm lắm. Ôi người xưa sao mà kiêu hùng đến thế. Vinh quang thay bậc nữ nhi. Dạ Hương. Dạ. Từ ngày ra viện đến nay, đêm nào má cũng thấy con ngồi viết. Ngủ sớm đi con, thức đêm nhiều sẽ hại đến sức khỏe. Mẹ, con muốn để lại một cái gì mà không. Người xưa thường để lại cho đời những tấm gương tốt đẹp. Má biết không, con đang viết về cái chết oanh liệt của nữ tướng Bùi Thị Xuân á. Những cành hoa giả lý này là để tưởng niệm anh linh nữ kiệt Bùi Đô Đốc. Đó là hoa giả lý của thằng Tân nó trồng cho má đó. Nó nói con thích cái mùi hoa giả lý từ hồi con còn đi học, nên nó trồng để cho má ngửi mỗi tối cho đỡ nhớ dạ Hương. Nay con về, nó lại trồng thêm mấy chậu nữa. Con biết. Mơ ơi, con biết anh ấy là người cô tình, cô nghĩa. Gia cảnh nghèo nhưng lại sống thanh cao, trong khi có lắm kẻ sơn giàu. Lòng nhân ái lại dưng dưng trước kẻ khổ. Đời đâu phải ai cũng đều tốt số. Cũng là con người nhưng sao lại chẳng thương nhau. Trước cảnh khổ con đừng thương nhớ, đừng đau con.
thẹn trong lòng mỗi khi gần bên nhau. Nhưng những lúc ốm đau con lại thương nhiều, người đã vì mình chẳng nghĩ đến thân. Nghe tiếng con than khiến má đau lòng, trước cảnh trái ngang bao gánh ly tao sao cứ mãi dập dồn, đời con rồi sẽ ra sao. Dạ nói với má như những lời trăng trôi, má sợ cuộc đời như thân cây trơ trọi, phải đứng giữa chiều đông nhìn chiếc lá còn xanh sớm vội xa cành. Dạ, sân khấu còn, má còn, con phải sống, sống với má, với sân khấu, với mọi người. Má ơi, con biết, con phải sống, con phải sống. Dạ Hương, dạ Hương vẫn khỏe. Khỏe. Dạ thưa má, con mới về. À con về con thăm mộ anh Xuôi hay là... Dạ, trước là thăm mộ ba con, sau là con hay dạ Hương bệnh. Tôi bệnh, làm sao anh biết? Tôi nhận được điện tín đánh đi từ Cao Lạnh, nhưng mà người đánh lại giấu tên. Chắc anh thừa biết người ấy không phải là tôi. Tôi biết, dạ Hương không muốn cho tôi gặp mặt, nhưng dù sao thì... Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh.
Thưa má, ngày ba con mất, con chẳng về kịp để tang, vì con đang đi khai quang giữa núi rừng Buôn Mê Thuột. Nhờ có má và Dạ Hương chu toàn mọi việc, trọn đời con chẳng dám quên công ơn của má và Dạ Hương vất vả. Con thì như người dân nước lạ, chẳng lo được gì cho cha con. Má và con Hương cùng bà con thân thuộc, lo cho ba con là vì cái nghĩa cái tình. Họ muốn cho tôi chết đó, họ thù tôi á. Còn tiền ai đã gửi giúp cho tôi hàng tháng? Có phải Dạ Hương không? Không, tôi không khi nào làm chuyện ấy, dù tôi biết rằng anh rất cần tiền. Dạ Hương, đừng giấu tôi, tôi biết chắc là của Dạ Hương. Vì trong lúc này, ngoài Dạ Hương ra, không còn ai thương tôi nữa đâu. Đây, đây là tất cả số tiền tôi đã nhận được, không đề tên người gọi. Dù tôi rất cần tiền, nhưng tôi không dám xài một đồng.
giờ xin gửi lại cho dạ. Tôi đã nói không phải của tôi. Nếu của dạ Hương thì tôi sẽ ở lại đâu này. Còn không phải của dạ Hương, tôi xin đi ngay. Anh Thành, xin anh đừng đi vội. Anh Tân, anh ngăn lại để làm gì? Tôi chưa chết, đâu cần ai cố mặt. Nhưng tôi cần cho anh Thành biết sự thật. Sự thật gì? Sự thật về lòng tốt của dạ Hương. Tôi chưa thấy mình làm điều gì tốt, anh đừng có khen quá đáng. Chính dạ Hương đã nhờ tôi tìm anh Đạt để hỏi nơi sinh sống của anh Thành. Rồi sau đó đó. Hả? Anh đánh điện báo tin là tôi đang trong bệnh à? Và làm người gửi tiền hàng tháng giúp anh Thành. Nãy giờ đứng trước sân, tôi đã nghe tất cả. Tôi không muốn dạ Hương phải giấu sự thật. Tiền thì tôi đoán của dạ Hương, còn người bỏ công đi gọi và đánh điện tín, tôi không ngờ lại là anh. Vậy mà từ trước đến nay, anh Tân, tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi anh. Người để anh xin lỗi chính là dạ Hương. Còn tôi với anh trước sau vẫn là bạn. Anh Tân, như vậy là tôi mãn nguyện đôi phần. Anh Tân, ngày mai tôi sẽ trở lại Sài Gòn. Anh hãy đưa hết các giấy xét nghiệm cho tôi. Tôi muốn biết bệnh trạng thật của mình. Xin lỗi dạ Hương, tôi đã để quên ở trong bệnh viện á. Anh nói dối. Lần đầu tiên anh nói dối á. Phải, tôi nói dối nhưng lòng tôi không có điều gì gian dối. Nếu dạ Hương cho đó là có tội thì tôi xin nhận tội riêng mình. Tội của tôi là không muốn thấy dạ Hương buồn. Tôi đem niềm vui, tôi cho đời tiếng hát, tôi âm thầm hàn gắn với thương ai. Tội nói dối của tôi để đổi lấy nụ cười, để bà mẹ già đêm ngày trọn giấc. Tôi nói dối với dạ Hương lần thứ nhất, tôi không muốn cho dạ Hương biết bệnh thật của mình. Bệnh thật của tôi là bệnh gì? Có phải là khối u ở não đến thời kỳ bộc phát? Có phải không? Tại sao anh im lặng? Anh Tân, tuy anh và bác sĩ giấu tôi, nhưng qua những cơn đau, những lần chụp quang tuyến và cách điều trị, tôi cũng đoán được căn bệnh của mình mà. Nhưng anh đừng sợ, tôi chưa có chết đâu. Tôi còn phải trở lại sân khấu. Nếu có chết, tôi phải chết trên sàn diễn kìa. Tôi phải chết oanh liệt như Bùi Thị Xuân nữ tướng. Đúng, má tôi nói đúng. Tôi phải hiên ngang như một nữ tướng giữa sa trường. Tại Hương Sơn. Ngươi nói sao? Dạ, Trần tướng quân đã bị giặc bắt tại Hương Sơn. Chồng ta bị quân Nguyên Anh bắt tại Hương Sơn à? Chồng ta bị bắt? Không, không, ta phải giải cứu chồng ta. Phu quân, phu quân ơi, nghe giặc tới lòng thiếp trào sôi lửa.
chàng hãy nhanh chân cùng thiếp đến sông Thành Chương đuổi bắt quốc quân thù. Phu nhân ơi, bốn bề quân dây hãm, ta ở lại chặn đường, phu nhân phải sống với các con. Không thể thoát thân, tớ sinh thiếp đã thầy cùng chàng. Sức ta đã kiệt, thân đã tàn, nhìn tướng sĩ ba quân lốp chết lốp xa vào tay giặc. Ruột gan như xe trước mẫu tử thâm tình.
Con gái lớn của người ta sẽ cho voi xé tại nơi này, người hãy nhìn kia, chúng đang chớp chờ. Quang cho voi dài ngát hết. Trời ơi, tiếng của con tôi, cứu con với mẹ ơi. Tiếng con thét là đất trời nổi dậy. Con nhà tướng, con không được khiếp giữ kêu gào. Bùi Thị Xuân, hãy trói lại để nằm dài trên cỏ. Bắt ngửa mặt lên trời cho nàng nhìn bước chân dời xéo dài trên vai. Tạm thấy máu của Bùi Thị Xuân chảy từng dòng trên đất Phú Xuân. Hãy lùi nghe. Sông pha chiến trận, sao giờ dối lại giết ta? Nếu còn nghĩ tình dối hay bước ra. Dối đã nổi giận vì tiếng thét của Bùi Thị Xuân, là dối đâu mau thi hành, bắt chúng phải tiến lên. Dối ơi dối, dối ơi chớ nghe theo lời của giặc. Dối đã từng giúp Tây Sơn, phải nghe lời Bùi Thị Xuân. Chẳng lẽ voi lại khiếp sợ nàng đến thế? Chẳng lẽ voi lại nghe được tiếng người? Chẳng lẽ voi còn biết tình chủ tướng? Không, không, nàng không chết vì tan xương nát thịt. Thì ta sẽ cho nàng thành cây đuốc sống, sẽ hình phạt nặng bằng điểm thiên đăng. Quân, hãy lấy vải nhung vào sáng nắm, quấn chặt khắp người rồi cột vào trụ sắt trước sân. Châm lửa đốt cho đến khi nào thân của Bùi Thị Xuân thành tro bụi. Đốt đi, đốt đi, đốt đi. Hồng mộng thiêu quỷ xác thân này. Nhưng lửa không thể đốt cháy khi phân của con người. Lửa sẽ làm rạng ngời Tây Sơn chất nghĩa. Lửa đã bao lần giúp tiên đế thắng giặc ngoại xâm. Lửa rực mốt dùng chào đón Bùi Thị Xuân. Trong ánh lửa ta như đứng giữa dòng hào quang chói lòi. Lửa bốc cao sẽ soi đường dẫn lối, lửa sẽ xua tan đêm tối mịt mờ. Quân, đốt, đốt cho đến khi nào thân tàn cốt rụi. Đốt tất cả chiến tích
đốt đi, đốt đi. Lửa, lửa càng cao, gió càng thổi mạnh, ác càng sống thì tội của Nguyễn Anh càng nhiều. Ta chết đi là để lại danh tiếng muôn nhà đời. Người sống đó miếng đời nguyền rủa, tội rước ngoại bán vào hỏi vẫn còn nhớ Nguyễn Anh. Ta với ngươi chưa biết ai là người chiến thắng, dân Nam còn sẽ còn con cháu của Tây Sơn. Ngày kết cuộc đang chờ ngươi trước mắt, non sông ơi Bùi Thị Xuân này xin vinh biệt non sông. Dạ Hương, dạ Hương, con sao vậy nè, con bỏ má sao? Dạ Hương, dạ Hương, dạ Hương, dạ Hương.